chào tất cả các bạn, mình là Lê Gia Huy, mình học lớp 12 C5. Đây là năm đầu tiên mình thi cuộc thi Thanh Bình God Challenge và cũng là năm cuối cùng. Mình muốn dành một chút gì đó gọi là kỷ niệm với lại trường Thanh Bình. Mọi người yêu thích giọng hát của mình thì hãy bình chọn cho mình số 73. Cảm ơn tất cả các bạn.